Ok, xin chào cả mọi người. Tiếp nối với Figma Yuki thì tôi sẽ làm về một Figma ở phần GGO, phần bắn súng là Kirito ha. Thì cái hộp này nói thẳng ra với mọi người là mình là cái hộp duy nhất mà mình chơi khá là bị đem khá nhiều, thậm chí mà còn bị thiếu phụ kiện nữa, nên mọi người cũng thông cảm, kiểu đồ cũng gần 10 năm rồi mà. Nên mọi người bây giờ không bị gãy tay gãy chân là mừng rồi, chứ bị đem hay là bị mất phụ kiện là chuyện bình thường. Thì trước mắt cái hộp như vậy, chúng ta vẫn có logo chính hãng nha mọi người, một cái logo hình con gấu trúc gì đó. Ok, thì ở hai bên chúng ta có post mẫu để mọi người coi, hai bên có post mẫu. Phía sau đây thì cái phụ kiện mà tôi lỡ là mất là phụ kiện cái lưỡi kiếm. Mất cái phụ kiện lưỡi kiếm này, khá là buồn. Nhưng mà cái post mà tôi thích làm thường thì tôi làm post này là đẹp nhất. Cái post này nè. Đó. Ok. Giờ tôi sẽ mở hộp cho mọi người coi ha. Thì ở bên trong hộp thì không phải vẫn như mọi khi đâu, mà chúng ta chỉ có một lớp duy nhất thôi. Là một lớp chính, tại vì qua phần này phần người chúng ta không còn tập tiên nữa, thì chúng ta có Kirito nè, lại chút cho Kirito có hai khuôn mặt thay thế nè, một cái tóc khi là bay trong gió, một hiệu ứng là súng bắn ra lửa, hiệu ứng là súng bắn, một khẩu súng, một cái chui kiếm, chỗ này phải có cái lưỡi kiếm nữa mà tôi làm mất rồi mới là một cái lưỡi kiếm để làm hiệu ứng. Và chúng ta tất nhiên cũng sẽ có đây, chúng ta cũng sẽ có bàn tay mới lại hiệu ứng khi chém kiếm á. Đây, chúng ta sẽ có bàn tay mới hiệu ứng khi chém kiếm. Ok, tiếp theo tôi sẽ làm review về Kirito GGO trước ha. Ok, đây là sẽ là Figma Kirito phiên bản GGO. Thì nó sẽ tạo hình giống y hệt như một nhân vật, giống y hệt như nữ luôn. Tóc dài nè. Phần cánh tay chúng ta làm T-pose được bình thường. Và chúng ta cũng có thể xoay 360 độ, nhưng mà mọi người nhớ xoay ngược lại cho mình. Đó, chúng ta có khớp khuỷu tay nè, khớp cổ tay, khớp giáp ngực, khớp ngực đó. Mới lại chúng ta cũng có lớp áo tròn luôn, nhưng mà đẩy một bên thôi. Bên này của tôi chơi bị gãy đó, mọi người thấy không, tôi chơi bị gãy nè, tôi không có đẩy được đó, nhưng mà đẩy được cái này. Và tại vì phần nâng cấp nên mọi người nhìn thấy là chúng ta có bao đựng súng sẵn luôn đó, khá tốt. Tóc thì cũng chỉ như cũ thôi, chỉ có phần tóc này là bay ra được đó. Chân thì đá lên được cao nè, đá lên cao, có khớp đầu gối. Bây giờ mọi người thấy để ý, bây giờ cái khớp đầu gối chứ nó không là còn màu đen nữa, mà bây giờ nó là màu xám để giống như là che đi cho dễ. Khớp cổ chân chúng ta vẫn chưa tới thời có khớp ngón chân đâu mọi người, chúng ta chưa tới thời khớp ngón chân đó. Thì nếu mà nhìn kỹ, hình như là để tôi ngồi tôi zoom lại, nhìn kỹ là Kirito phiên bản GGO là có đôi mắt tím. Ok, phần giáp là giáp mềm thì mọi người có thể đẩy được chút xíu gì đó. Nhưng mà bên trong cũng chả có gì đâu. Đó là về Figma Kirito phiên bản GGO, một Figma khá là bình thường, không có đẹp lắm cho mắt mình đâu, mình thích phần ALO hơn. Nhưng mà mình vẫn review cho đủ. Ok nha. Ok, đây sẽ là toàn bộ phụ kiện của gần như là toàn bộ phụ kiện của Figma Kirito phiên bản GGO. Thì chúng ta sẽ có phiên bản cái lưỡi kiếm, nhưng mà lưỡi kiếm là hiệu ứng, chúng ta làm tôi làm mất cái hiệu ứng rồi, cái lưỡi kiếm rồi, lưỡi kiếm bình thường. Chúng ta có cái chui kiếm đây, mà chui kiếm tôi chơi hồi đó cũng bị gãy, giờ gắn vô không được luôn. Thường thì chúng ta gắn vào cái chui kiếm bình thường cái gì ạ? Tôi không hiểu sao cái Figma này tôi chơi nó kiểu nó bị đem nặng luôn á. Mà thôi kệ, có lấy chân được rồi. Một cái tóc để làm bay trong gió nè, hai khuôn mặt. Một khuôn mặt này là khuôn mặt kia ngạc nhiên, và khuôn mặt này là khuôn mặt kia chiến đấu. Chúng ta có khẩu súng tất nhiên rồi, phần này phần chơi súng mà, chúng ta khẩu súng và khẩu súng khá là bình thường, khẩu súng ngắn thôi. Chúng ta cái hiệu ứng bắn lửa khá là đẹp. Khẩu súng bắn mọi người thấy trên đây nó có cái gờ này không? Đó, cái gờ này mọi người thấy nó có một cái hình vuông ở phía trên không? Thì cái này hình vuông đó là vốn dĩ rồi để cho ngắn phía trên,
thì khi chúng ta gắn, chúng ta sẽ gắn như vậy nè. Đó, mọi người thấy không? Nhìn rất là đẹp. Đó, nhưng mà tôi tạo hiệu ứng nhìn rất là đẹp. Mới nói thêm, khẩu súng này tất nhiên chúng ta có thể gắn sau lưng được. Đây, anh em phiên bản nâng cấp rồi đó. Mọi người thấy không? Gắn dự khinh ít nè. Phiên bản nâng cấp rồi chúng ta có sẵn cái đồ đựng vũ khí luôn, cái chui đựng vũ khí luôn, chúng ta không cần mất công phải tự gắn như phần một. Một hiệu ứng ánh sáng, một hiệu ứng kiếm chém ánh sáng rất là đẹp. Thì gắn cái này cũng đơn giản thôi. Mọi người thấy đây có cái G mà đúng không? Chúng ta gắn vào đây là xong. Đẩy nhẹ vào. Mà thôi khó quá. Đây, thì ứng mình chuyện mà kiếm mà chém ra ánh sáng á, mà thấy không? Rất là đẹp luôn. Đó. Về bàn tay thì chúng ta sẽ có tiêu chuẩn hai bàn tay để 2M nha. Rồi, hai bàn tay cầm súng nè, hai bàn tay mở ra trong pose. Và cái bàn tay này chắc để bắt tay nè. Mới lại hai bàn tay cầm vũ khí. Và cuối cùng là cái bệ đứng. Ok. Tiếp theo là tôi sẽ làm nêu suy nghĩ cá nhân về Figma Kirito Kirito đi ha. Ok, nếu mà để review về Figma Kirito phiên bản Kirito á thì tôi khá là tiếc là tôi làm mất cái lưỡi kiếm á, nó không có làm post luôn đẹp hơn cho mọi người xem. Còn nếu mà điểm thích á thì tôi thích á là nếu mọi người để ý á là bây giờ phụ kiện của chúng ta là bắt đầu nhiều lên rồi. Phụ kiện của chúng ta bắt đầu nhiều lên rồi tại phiên bản này, phiên bản bắn súng á, phiên bản khá giống với đời thật nên phụ kiện chắc chắn có nhiều hơn. Còn cái điểm buồn ở đây á là tới tận bây giờ rồi, tới cái phần này phần 3 của series rồi mà cái phần chỏng tóc nó vẫn không thay đổi gì cái khớp rồi, khá là buồn. Còn về tạo hình thì giống y như trong phim thì tôi cũng không có gì đòi hỏi cả. Và lại cái phần này á, thực sự cái con figure mà người ta thích á là con figure Sinon cơ. Tôi thì tôi mua cái này là cho đủ nguyên bộ thôi, chứ thực sự là Sinon chắc chắn sẽ đẹp hơn. Đó. Còn về phần tạo hình thì ok, cũng ổn, không đến nỗi là quá xấu. Tiếp nối với clip này tất nhiên là tôi sẽ làm về Figma Sinon cho mọi người xem. Thì Figma đó thì chắc chắn sẽ đẹp hơn, nếu mà người đem ra so sánh chắc chắn sẽ đẹp hơn. Nếu mà đứng với chung lại Figma Kirito thì nhìn rất là ngầu luôn. Ok ha.